Hello, xin chào các bạn. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? Và ngày hôm nay thì các bạn thấy sau lưng mình đã chuẩn bị rất là nhiều những mảnh giấy nhiều màu sắc. Mình muốn làm gì thế nhỉ? Các bạn có biết không? Chắc chắn là bây giờ các bạn thì chưa thể biết được. Nhưng mà chúng ta cũng cùng xem những cái câu này. Tụi mình đã viết cái gì trên đó và tại sao mình lại phải sử dụng đến nhiều màu sắc như vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ học cái gì? Các bạn hãy chờ thêm trong vài phút nữa nhé. Bật mí hay không? Rồi, trên cái bảng này thì các bạn thấy mình đã chuẩn bị những cái câu và mình đã sử dụng những cái màu sắc để có thể phân biệt được cái thành phần câu rõ hơn cho các bạn hiểu được cấu trúc của câu. Thứ nhất, chúng ta quy ước đây những cái tờ giấy màu trắng ở phía ngoài này, nó là thành phần subject, tức là chủ ngữ của câu. Sau đó thì đến màu vàng, mảnh giấy màu vàng là động từ verb. Các bạn nhớ là động từ của tiếng Đức thì luôn luôn đứng ở vị trí thứ hai trong câu. Sau đó thì chúng ta đến một cái mảnh giấy màu xanh dương ở đây hoặc là màu xanh ngọc nhạt ở đây. Chỗ này vị trí thứ ba có thể là một cái site Angabe, tức là một cái thành phần chỉ thời gian, hoặc là một cái dative ergänzung, tức là một cái tân ngữ ở dative. Tiếp theo thì mình có cái màu đỏ ở đây, các bạn thấy mit, über, für, nó là những cái preposition, tức là những cái giới từ. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái màu xanh lá cây, green. Thì các bạn thấy ở đây là eine Suppe, eine Cola, ihren Freund, die Einladung. Đây là những cái ergänzung ở accusative hoặc là dative phụ thuộc vào cái động từ của nó hoặc là phụ thuộc cái giới từ này. Và cuối cùng màu hồng nam tính màu hồng này chúng ta sẽ sử dụng để biểu thị thành phần local, tức là chỉ nơi chốn. Bây giờ chúng ta xem những cái câu này nó khác nhau cái gì mà tại sao mình sử dụng nó nhiều màu như vậy. Thứ nhất, câu đầu tiên, ich esse eine Suppe. Các bạn thấy là ich là chủ ngữ, sau đấy đến động từ esse là động từ ăn. Rồi tiếp theo là eine Suppe, tức là một cái accusative ergänzung hay là một cái tân ngữ ở accusative. Cấu trúc câu này rất là đơn giản. S, subject, V, verb und accusative ergänzung. Tương tự câu thứ hai chúng ta cũng có ich trinke eine Cola. Câu 1 và câu 2 hoàn toàn có cấu trúc như nhau. Subject, verb und accusative ergänzung. Đến câu thứ 3 thì chúng ta thấy nó có thêm một cái mảnh giấy màu hồng, có nghĩa là mình có thêm vào đây một cái thành phần chỉ nơi chốn. Sie studiert Tourismus in Deutschland. Cô ấy học ngành du lịch ở Đức. Thì về nền tảng chúng ta vẫn có thành phần gọi là cốt lõi của câu là subject, verb, accusative ergänzung, và câu này thì mình thêm một cái gọi là local Angabe, tức là thành phần chỉ nơi chốn. Rồi đến câu thứ tư, chúng ta thấy là câu thứ tư này có nhiều màu quá, tới 6 màu khác nhau, như vậy là nó có tới 6 cái thành phần chúng ta phải lưu ý. Ich beginne im Herbst mit dem Studium in Hamburg. Tôi bắt đầu với việc học đại học vào mùa thu ở Hamburg. Khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt thì nó có độ chênh về trật tự câu một chút do hai ngôn ngữ nó khác nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta lưu ý là gì? Câu này có thêm nhiều thứ khác nữa. Ngoài cái thành phần chỉ thời gian là im Herbst thì chúng ta thấy đây nó có một cái preposition. Và sau cái preposition này thì mới đến cái object, tức là cái tân ngữ của câu. Rồi cuối cùng là local Angabe. Tương tự câu thứ 5 chúng ta cũng có cấu trúc giống như câu thứ 4. Meine Freundin ärgert sich über ihren Freund. Tức là bạn gái của tôi giận bạn trai của cô ấy. Nhưng mà trước khi có cái thành phần bạn trai này chúng ta phải cần một cái preposition über. Trong tiếng Việt chúng ta chỉ nói là bạn gái của tôi giận bạn trai của cô ấy. Chúng ta không có một cái giới từ nào. Nhưng trong tiếng Đức chúng ta phải có giới từ trước từ bạn trai. Và đến câu thứ 6 thì chúng ta có thêm một cái màu xanh ngọc ở đây là Ich danke dir für die Einladung. Trong câu này chúng ta có ich là chủ ngữ, danke là động từ, dir là một active ergänzung, tôi cảm ơn bạn. Thì cái bạn này chúng ta sẽ phải ở đều dative, tức là chúng ta phải chuyển thành dir.
về cái lời mời. Thì ở đây cái lời mời này là cái accusative agensum, là tân ngữ của câu này. Nhưng trước khi chúng ta sử dụng die Einladung ở đây thì chúng ta sẽ phải dùng một cái giới từ là für die Einladung. Rồi bây giờ các bạn thấy ba câu ở dưới nó khác gì với ba câu ở trên? Chúng ta ngồi khoảng trống rất là lớn ở đây, đó là không có màu đỏ. À, với những cái động từ này essen, trinken, studieren thì chúng ta sẽ có một cái accusative agensum hoặc là dative agensum, cái này phụ thuộc vào động từ trực tiếp. Ở đây chúng ta không có một cái preposition, không có một cái giới từ nào hết. Tuy nhiên với những cái động từ là beginnen, sich ärgern, danken thì chúng ta lại cần có một cái preposition trước những cái object của nó. Như vậy thì đến đây các bạn chắc cũng đoán được nội dung của bài ngày hôm nay mình muốn nói đến cái gì rồi đúng không? Chính xác, đó chính là những cái động từ đòi hỏi cái tân ngữ của nó phải đi kèm với một cái giới từ. Và trong tiếng Đức thì người ta gọi là werden mit festen Prepositionen. Werden mit festen Prepositionen. Ở đây người ta sử dụng chữ fest có nghĩa là cố định. Có nghĩa là sao? Những động từ này luôn luôn đòi hỏi những cái giới từ này đi kèm với tân ngữ của nó. Các bạn không được phép quên giới từ và các bạn cũng không được phép sử dụng giới từ lung tung. Chúng ta phải học thuộc lòng. Yeah, beginnen bắt đầu với cái gì? Mit. Sich ärgern, giận dỗi, tức giận ai hoặc cái gì, chúng ta phải sử dụng giới từ là über. Và danken, danken ai cho hoặc vì cái gì, chúng ta sử dụng giới từ là für. Danken jemandem für etwas. Danh sách những cái động từ mà phải đi kèm với cả một cái giới từ như vậy nó rất là nhiều. Và ở đây thì mình không thể nào mà liệt kê được hết. Nhưng mà mình muốn hướng dẫn các bạn cách đọc và học nó, nhận biết để làm sao mà chúng ta thể viết câu được cho đúng. Thì ở trên bảng này mình đã chọn ra một số cái động từ. À, ví dụ như động từ đầu tiên là động từ achten. Thì các bạn thấy mình ghi là auf, sau đó đến a. A đây có nghĩa là accusative. Tức là cái giới từ này sau nó thì các bạn sẽ phải để mạo từ, chia mạo từ ở accusative. Achten auf accusative, tức là chú ý về. Anfangen mit dative. D ở đây có nghĩa là dative. Anfangen có nghĩa là bắt đầu. Bắt đầu với việc gì thì chúng ta sẽ cần phải có giới từ là mit. Anfangen mit. Trái nghĩa với anfangen là aufhören. Aufhören có nghĩa là ngưng lại, dừng lại, không làm một cái việc gì đó nữa. Thì cái việc đó các bạn cũng phải để sau với giới từ là mit. Rất là nhiều những động từ phản thân nằm trong danh sách này. Ví dụ như đây chúng ta có động từ là sich bedanken. Sich bedanken by, für. Trong sách thì các bạn sẽ thấy nó có là by và für. Thì không phải là dùng cái gì cũng được, mà chúng ta phải phân biệt là, ví dụ như với by thì chúng ta sẽ là by jemandem, ai cảm ơn một cái người nào đó thì cái người đó sẽ sau giới từ by. Và vì cái điều gì họ đã làm cho bạn thì bạn sẽ sử dụng giới từ là für. Sich bedanken by jemandem für etwas. Và tất nhiên thì chúng ta đã học rồi, năm giới từ đi với accusative thì luôn luôn đi với accusative, và năm và bảy giới từ đi với dative thì sẽ luôn luôn đi với dative. Ví dụ các bạn biết là by luôn luôn đi với dative thì nó sẽ lúc nào cũng đi với dative, còn für là luôn đi với accusative thì lúc nào nó cũng sẽ là đi với accusative. Hoặc là chúng ta có sich bemühen etwas. Sich bemühen cố gắng để đạt được cái điều gì đó, thì để đạt được cái điều gì các bạn phải sau giới từ là sich bewerben đệ đơn, xin, nộp đơn, xin cái gì đó, thì cái gì đó sau đó các bạn sẽ phải để sau. Khi mà các bạn học thì các bạn nên viết luôn những cái hiệu A, D như vậy thì các bạn sẽ nhớ hơn được là mình sử dụng với accusative hay là dative. Bởi vì các bạn biết là ngoài 5 cái giới từ đi với accusative hoặc là 7 cái giới từ đi với dative thì còn có 9 cái vexen preposition này là đi với dative hoặc là accusative. Nên là chúng ta nên tạo thành thói quen là ghi luôn như vậy thì các bạn sẽ nhớ được nhanh hơn, dễ hơn. Rồi đến denken. Denken ở đây thì có an, bạch chéo, über đều đi với accusative. Nhưng mà nó khác nhau cái gì giữa an và über? À,
Denken an có nghĩa là bạn nhớ về một người nào đó, một việc nào đó. Còn denken über có nghĩa là bạn sẽ suy nghĩ như thế nào về một cái vấn đề nào đó, về một cái đề tài nào đó, chủ đề nào đó. Hoặc như là động từ diskutieren là thảo luận. Thảo luận với ai? Mit jemandem über etwas. Tiếp theo thì mình cố tình đã lấy động từ einladen để làm ví dụ, bởi vì các bạn thấy đây nó có cấu trúc là jemanden, tức là mời, mời ai thì cái người này lại ở accusative, nhưng mà đến đâu thì lại là phải có giới từ zu, là mời ai, người thì ở accusative, nhưng mà đến chỗ nào thì sau đó các bạn phải sử dụng giới từ zu, rồi mời đến cái nơi chốn, ví dụ như mời đến tiệc sinh nhật chẳng hạn thì sẽ là zu đến cái Geburtstag. Còn nếu mà mời đến đám cưới thì đây là zu der Hochzeit. Rồi chúng ta có sich erinnern. Sich erinnern là động từ phản thân đi với preposition an ở accusative, tức là nhớ về việc gì, nhớ về cái gì đó. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có động từ erinnern đi với một cái accusative erkennung trực tiếp ở đây, rồi lại tiếp tục có preposition an, thì cái này nó có nghĩa là nhắc ai nhớ về cái việc gì để khỏi quên. Ví dụ nhắc ông sếp về cái việc là phải gặp đối tác chẳng hạn, thì cái ông sếp của các bạn đông, các bạn sẽ phải để ở accusative. Hoặc là ở đây chúng ta có động từ gratulieren. Gratulieren có nghĩa là chúc mừng. Chúc mừng ai thì lại ở dative, lại không phải là accusative nữa mà lại ở dative. Thế là chúng ta lại phải nhớ gratulieren jemandem zu, vì cái việc gì, zu etwas. Ví dụ chúc mừng ai sinh nhật, chúng ta sẽ nói là gratulieren jemandem zum Geburtstag. Như vậy thì các bạn thấy là có cả động từ phản thân, động từ bình thường không có phản thân gì hết, lúc thì đi với accusative, lúc thì đi với dative. Lại phải học thuộc lòng thôi, không có cách nào khác. Nhưng khi chúng ta đã hiểu bản chất của nó thì chúng ta học cũng sẽ nhanh hơn. Thì các bạn biết là có những cái nhóm như vậy. Việc học những cái danh sách động từ có giới từ đi kèm này, quan trọng là các bạn phải nhớ được giới từ này, nhớ được nghĩa này. Nhưng mà bây giờ ráp vào câu thì như thế nào? Ráp vào câu cũng là một cái phần cực kỳ đặc biệt. Mình ở đây đã chuẩn bị cho các bạn một cái bảng để cho các bạn có thể học nhanh hơn và đỡ dối. Người ta sẽ phân ra làm hai nhóm. Thứ nhất, bây giờ mình sẽ đi về câu hỏi trước. Nếu như khi mà các bạn muốn hỏi một cái gì đó liên quan tới vật hoặc sự việc, tức là nach Sachen fragen, thì các bạn nhớ là từ để hỏi sẽ bắt đầu với chữ wo. Và nếu như cái preposition ở đây của các bạn là một cái giới từ bắt đầu bằng một nguyên âm thì chúng ta sẽ phải có thêm er. Ví dụ như là an thì sẽ là woran, über thì sẽ là worüber. Nhưng nếu như không phải bắt đầu bằng một nguyên âm thì chúng ta sẽ không có sử dụng chữ er. Ví dụ như là wovon thì không phải là wovon mà là wovon. Cấu trúc câu của chúng ta sẽ là từ để hỏi được cấu tạo bởi vô và preposition mà đi kèm với động từ, sau đó đến động từ rồi tới chủ ngữ. Ví dụ như chúng ta có động từ träumen. Träumen là mơ ước. Träumen đi với giới từ von. Thì nếu như bây giờ bạn muốn hỏi một cái câu là bạn thường mơ ước cái gì, thì chúng ta sẽ hỏi là wovon träumst du oft? Wovon träumst du oft? Wovon, rồi đến động từ, rồi đến chủ ngữ, rồi đến trạng từ chỉ tần suất. Bây giờ trả lời thì chúng ta sẽ có 3 cách trả lời. Thứ nhất, ở đây các bạn thấy mình đã ghi cấu trúc cho các bạn rất là rõ ràng. Subject, verb, preposition, rồi đến một cái nomen. Có nghĩa nếu như mà cái điều các bạn mơ tới nó là một cái danh từ thôi thì chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc này. Đó, rất đơn giản. Subject, verb, preposition, nomen. Ví dụ như tôi mơ về một cái chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới thì chúng ta sẽ nói là ich träume von einer Weltreise. Eine Weltreise là một cái nomen. Các bạn thấy là trong cái cụm này nó không hề có động từ hay gì hết, thì chúng ta sẽ sử dụng là ich, rồi đến động từ träume, rồi đến preposition von và eine Weltreise.
Ở đây các bạn thấy là aina, bởi vì von đi với dative và Kaiser là một giống cái. Chúng ta sẽ biến đổi là von einer Kaiser. Rồi, đến cái trường hợp thứ hai là khi mà trong cái thành phần mà các bạn trả lời, cái ý của bạn trả lời nó không chỉ còn là một cái danh từ như cái trường hợp này nữa, mà nó xuất hiện các cái động từ rồi những cái thành phần câu khác, thì các bạn có thể sử dụng là su infinitive. Nhưng ở phía trước chúng ta cần một cái cấu trúc này, cái tổ hợp là da cộng với preposition. Ở đây có chữ R mình cũng đóng mở ngoặc, có nghĩa là nếu như preposition bắt đầu bằng phụ âm có nghĩa là nếu như preposition bắt đầu bằng nguyên âm thì chúng ta phải có R. Dụ an thì sẽ là da han, über sẽ là da über. Nhưng nếu như không phải bắt đầu bằng một cái nguyên âm thì các bạn sẽ chỉ cần da cộng với preposition, ví dụ như là da von. Ich träume davon, mit dir eine Weltreise zu machen. Rồi các bạn thấy ở đây nha, đằng sau này của mình này, mình không còn có là chỉ có eine Weltreise nữa, mà mình có là mit dir, rồi mình có động từ machen. Thì trước động từ machen này, các bạn sẽ phải có su, tức là chúng ta sẽ phải sử dụng cái Nebensatz câu phụ là su infinitive. Nhưng trước cái cấu trúc su infinitive này, các bạn phải có một dấu phẩy và có da cộng với preposition. Tùy theo giới từ của động từ là gì thì các bạn sẽ phải cấu tạo cái da này cộng với cái giới từ đó. Ví dụ da river, da bay, da fear, vân vân. Cách thứ ba là các bạn cũng có thể sử dụng là subject, verb, da preposition, sau đó sử dụng liên từ das. Và cái lưu ý ở đây thì các bạn thấy này, nếu như các bạn sử dụng das thì bao giờ chỗ này cũng phải có một cái subject và cuối cùng là verb, bởi vì liên từ das là một liên từ Nebensatz câu phụ nên động từ sẽ phải ở cuối câu. Ich träume davon, dass wir zusammen eine Weltreise machen. Ich träume davon, dass wir zusammen eine Weltreise machen. Câu này so với câu ở trên thì các bạn thấy nó khác nhau cái gì? Thứ nhất, ở đây mình sẽ không có chủ ngữ đằng sau này, sau cái dấu phẩy là câu này không có chủ ngữ. Và động từ là ở infinitive với zu. Ở đây chúng ta có das, rồi chúng ta phải có chủ ngữ wir và động từ chia theo ngôi ở cuối câu. Đó, thì hai cái này thực ra cái câu ở trên này mình cũng có thể nói với das hoàn toàn là ổn, không có vấn đề gì hết. Thì mình sẽ nói là ich träume davon, dass ich mit dir eine Weltreise mache. Nhưng mà khi mà chủ ngữ ở đây và chủ ngữ ở phía sau này cùng một chủ ngữ thì chúng ta có thể sử dụng su infinitive, như vậy nó nhanh gọn hơn rất là nhiều. Và các bạn đã phân biệt được hai cái này chưa ạ? Các bạn nhớ là nếu như với das thì các bạn phải có một chủ ngữ đó, và động từ sẽ chia theo chủ ngữ. Một cái cách trả lời nữa mà ở đây cái da cộng với một cái preposition này nó sẽ thay cho một cái danh từ đứng ở phía trước. Ví dụ như mình có thể nói là eine Weltreise, davon träume ich schon immer. Thì cái davon ở đây các bạn phải hiểu là von einer Weltreise ở phía trước, nó hướng tới cái danh từ ở phía trước nó. Đó là các cách trả lời khi mà cái câu hỏi là wo cộng với một cái preposition, tức là cái hàm ý hỏi về vật hoặc là sự việc. So với cả cái bảng bên kia, các bạn thấy bảng bên này ngắn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nach Personenfrage, nếu như chúng ta hỏi về một người thì cái câu hỏi của chúng ta là như thế nào? Các bạn sẽ thấy đây, câu hỏi chúng ta bắt đầu với preposition, sau đó là đến wen. Nếu như cái preposition này cần một là một cái preposition ở accusative, chúng ta sẽ có là wen. Các bạn không đọc là wen, wen thì nó sẽ trở thành mất cả cái liên từ khi hoặc là nếu. Còn nếu như cái preposition này ở dative thì chúng ta sẽ có là wem.
sau đó cộng verb rồi đến cộng subject. Ví dụ như chúng ta có động từ denken. Denken an là nhớ về ai. Ở đây mình đặt câu hỏi là bạn thường nhớ về ai, thì mình sẽ nói là an wen denkst du oft. Nào, bạn thấy là an đặt các bạn thấy là an thì đi với accusative, cho nên đây mình sẽ sử dụng là wen. An wen denkst du oft. Rồi câu trả lời của chúng ta thì không có nhiều trường hợp như là hỏi về sự vật sự việc, mà chúng ta chỉ có là subject, verb, preposition cộng với một cái nomen hoặc là một cái pronomen tùy theo cái ngữ cảnh các bạn trả lời. Pronomen đại từ có nghĩa là mich, dich, in, sie, im, vân vân, uns, euch. Ví dụ câu trả lời của mình là tôi thường nghĩ về mẹ của tôi, thì mình sẽ nói là ich denke oft an meine Mutter. Ich denke oft an meine Mutter. Ở đây chúng ta chỉ có một cái trường hợp như vậy thôi, chứ chúng không có là daran hay là das gì nữa. Như vậy là các bạn thấy nó cũng không quá khó đúng không ạ? Việc đầu tiên của các bạn là các bạn cần học thuộc. Thứ nhất, động từ nào đi với giới từ nào ở dative hay accusative, nghĩa của nó là gì? Và khi mà các bạn trả lời thì các bạn muốn sử dụng một cái danh từ thôi, hay là các bạn muốn sử dụng một cấu trúc câu bao gồm các giới từ, các thành phần câu khác, các động từ. Thì nếu như là có những thành phần câu khác thì các bạn sẽ phải sử dụng hoặc là su-infinitive nếu như mà chủ ngữ của câu chính và câu phụ là như nhau. Còn nếu như là chủ ngữ khác nhau thì bắt buộc các bạn phải dùng das cộng với chủ ngữ rồi cộng với động từ ở cuối câu. Về cơ bản thì kiến thức này là chỉ có như vậy. Các bạn cần phải luyện tập nhiều bằng cách làm thật nhiều bài tập thì các bạn sẽ có thể là thành thạo hơn. Thực ra thì học ngoại ngữ là cần cù là một yếu tố rất là quan trọng, chăm chỉ và luyện tập nhiều. Các bạn có thể sử dụng Google và võ cái phần ngữ pháp là Verben mit festen Präpositionen Übungen, thì nó sẽ ra rất là nhiều bài tập để các bạn luyện thêm. Mình hy vọng là cái bài giảng này của mình đã cố gắng hết sức để làm cho nó thật là dễ hiểu và thật là nhanh, bởi vì mình biết là nếu như ngồi xem YouTube lâu thì rất là chán. Mình hy vọng là các bạn đã có thể hiểu được cái phần ngữ pháp này tốt hơn và dần dần để có thể sử dụng thành thạo. Đây là một trong cái mảng ngữ pháp cực kỳ quan trọng để các bạn có thể tiến sâu hơn vào tiếng Đức để lên được trình độ B1 và B2 và viết những cái cấu trúc câu không bị sai. Cho nên là mình hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn. Nếu như các bạn có những cái câu hỏi thắc mắc hay những cái chủ đề mà gợi ý muốn mình làm video thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.